Alexander Varen, phiên âm tiếng Việt, Alexander Varen, 3 tháng 10 năm 1870 đến 16 tháng 2 năm 1947, là một nhà báo và chính trị gia người Pháp. Ông cũng là người sáng lập tờ báo La Montagne. Ông sinh tại Clermont-Ferrand, Pháp, sang nhậm chức toàn quyền ở Đông Dương vào ngày 28 tháng 7 năm 1925 lúc 55 tuổi. Ông từng là đảng viên Đảng Xã hội Pháp. Khi toàn quyền Merlin bị nhà cách mạng Phạm Hồng Thái thuộc Việt Nam Quang Phục hội giết hụt ở Sa Diện, Quảng Đông Trung Quốc thì Paris cử Varen sang chấp chính hầu xoa dịu tình hình ở Đông Dương. Ông được xem là một toàn quyền có ý thức nhân đạo với đường lối tương đối cấp tiến hơn các tiền nhiệm. Một trong thành tựu của Varen là chính sách trích ngừa dịch tả, cải cách học chính và thành lập các viện dân biểu Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Một trong các hành động nhân đạo tiêu biểu đó là ông cho trích ngừa dịch tả, cải cách các trường học, ân xá cho Phan Bội Châu vừa bị tuyên án tử hình. Ông cũng cho mở rộng ngạch tương đương cadres lateran trong các công sở cho người Việt có đủ bằng cấp được quyền nắm giữ các chức vụ tương đương với người Pháp. Về mặt kinh tế, Varen cho thành lập bình dân nông phố ngân quỹ để cho giúp nông dân. Chính sách của ông bị thực dân Pháp ở Việt Nam phản đối dữ dội, và Varen bị gọi về Pháp năm 1928 và Pierre Pasquier lên thay thế.